Chào mọi người. Bà chủ vừa chào mọi người, mời quý vị và các bạn xem bức tranh này là bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió. Tôi đang vẽ của một chủ nhà ở khu vực tỉnh Hưng Yên. Giờ tôi sẽ quay qua toàn bộ quang cảnh ngoài trời cũng như ngôi nhà đẹp của chủ nhà đây. Đây quý vị và các bạn đang xem đây này. Ngôi nhà rất là đẹp. Rồi đây. Đây là hai đứa con của chủ nhà. Giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tôi vào trong để xem chiêm ngưỡng bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió của chị đây. Bức tranh đây là tả quang cảnh rất là đẹp và các bạn đang xem đây là bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió và đây là bà chủ đang ngồi. Và bây giờ xin bà chủ chào mọi người đã. Với bà chủ có ý kiến thì cứ nói lên để xem bức tranh. Rất là thích bức tranh và tôi nghĩ bức tranh này của họa sĩ Tấn Thành và tôi rất cảm ơn họa sĩ rất là quan tâm và rất là nhiệt tình vẽ cho tôi bức tranh, tôi thực sự là hài lòng. Mong mọi người nếu mà thích cái bức tranh này hoặc là thích họa sĩ này thì hãy ủng hộ và cho Tấn Thành nhé. Vâng, đấy là vừa rồi là các bạn đang xem, đấy là bà chủ rất là tâm đắc và cũng như là ưng ý bức tranh tôi đã vẽ xong. Bức tranh của chị đây là khoảng hơn 4m2. Thời gian vẽ là tôi vẽ mất 3 ngày. Về giá tranh tường năm 2023 này tôi nhận là 900.000 1m2. Các bạn đây, 900.000 về bức tranh của họa sĩ Tuấn Thành này luôn được giữ giá cũng như là tranh được bền màu. Còn ngoài thị trường có cũng rất nhiều là thể loại tranh khác như tranh giấy, tranh tường thì cái môn nghệ thuật đấy thì người ta in hàng loạt thì nhà làm giống như nào. Còn bức tranh của tôi đây thì vẽ các bạn đang xem đây là rất chi là đẹp và cũng như là khác lạ. Đây, giữa chiếc thuyền là một chiếc thuyền buồm năm cánh đang ở giữa và cạnh đây nữa là 2-3 con cá heo tung bay, ở gần đây nữa là một đôi chim và cạnh đây nữa là có một đôi thuyền cũng như là ngọn núi xa xăm và trên kia là trên chữ Thuận Buồm Xuôi Gió mang cho chủ nhà đây ý nghĩa là lúc nào cũng thuận lợi trong công việc và cũng may mắn. Còn trên xa nữa là một cành đào mà cạnh đến một cây dừa. Đấy, các bạn đang xem bức tranh của tôi đi bé ở đây rất là đẹp. Và đây là chị đây, chị tên là chị Dương Cảnh đây, rất là hài lòng. Và ở khu vực nhà chị Cảnh đấy là ở khu vực gì nhỉ? Cái chị ở thôn Phủng, xã Phủng. À vâng. Xã Hưng Yên. Xã Phủng tỉnh Hưng Yên đấy. À, bức tranh này của nhà chị đây rất là rộng và đẹp. Và các bạn đang xem đây là bức tranh tôi vẽ cuối năm 2023. Và các bạn đang xem đây là bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió với clip của chị, tranh của chị đây tôi ghi khoảng gần 5 phút. Đây các bạn đây đang xem đây bức tranh thuyền đây. Tôi sẽ đưa sát màn hình về đây cho các bạn xem. Đấy, xa thì nữa là mặt trời. Và đây là cảnh hoa đào. Đấy, về nội dung tranh của họa sĩ Tấn Thành cũng chỉ như vậy thôi. Và tôi sẽ quay qua khung cảnh của chị bốn xung quanh đây. Chị đây thì khung cảnh ngôi nhà đây rất đẹp. Rất đẹp và rộng rãi. Ngôi nhà đây ở mặt đường. Ở khu vực này rất là sầm uất và nhiều người để qua lại. Mà bức tranh đây là tôi vẽ ở bên cạnh đầu hồ đây là mà đây không gian của nhà chị đây rất là rộng và khách từ bên này ngắm sang. Và bức tranh mang ý nghĩa là Thuận Buồm Xuôi Gió và clip khoảng 5 phút của họa sĩ Tấn Thành đến đây đã hết và xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn quý vị và các bạn video lần sau nhà khác. Và chị Cảnh xin chào quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn clip lần sau. Xin chào và tạm biệt.